Vậy năm 2026 tuổi nào nên làm nhà để thu hút tài lộc? Theo tính toán phong thủy, nhóm các độ tuổi sau đây có thể lựa chọn tiến hành xây dựng nhà trong năm 2026 để tận dụng mọi thuận lợi và có thể đạt được sự may mắn và tài lộc. Đinh Dậu 1957 chia 70 tuổi. Canh Tý 1960 chia 67 tuổi. Bính Ngọ 1966 chia 61 tuổi. Mậu Thân 1968 chia 59 tuổi. Kỷ Dậu 1969 chia 58 tuổi. Mậu Ngọ 1978 chia 49 tuổi. Giáp Tý 1984 chia 43 tuổi. Quý Dậu 1993 chia 34 tuổi. Bính Tý 1996 chia 31 tuổi. Nhâm Ngọ 2002 chia 25 tuổi. Ất Dậu 2005 chia 22 tuổi.